bị chèo con chú. Con niệm A Di Đà Phật đi, không có sao đâu con. Rồi các bạn về nhà hiếu thảo với ông bà cha mẹ nha. Nha các con về nhà hiếu thảo với ông bà cha mẹ nha. Đi học nghe lời thầy cô giáo dạy nha. À A Di Đà Phật. Xuống ghe bạn. Chân này từ từ chân té. Thôi khi nào tới em gọi nó đi. 4 giờ. Chân mới nó yếu. Cái này nó đâu lại liền hiểu không? Rồi nha. À 7 cái anh. Vô trong đi mấy bé. Vô trong đi. Con sợ nó bị chìm. Sao đâu cho nó vui. Con cũng về nhà hiếu thảo với ông bà cha mẹ nha. Rồi đó, giống như ba các con hiếu thảo như vậy đó, hiếu thảo ông bà cha mẹ, đi học nghe lời thầy cô giáo dạy nha. Rồi đừng có đi theo với người lạ nha các con. Rồi các bạn rất là dễ thương. Hay nha Phật. Rồi chúc sức khỏe gia đình các con dạng sự như ý nha. Đi cho lẹ. Ai gì đã Phật.